quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, Minh được tử vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đội mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, tháng 1 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ đã qua đi, nay được đền đáp, vàng xuân chói lóa, vận trình được quý nhân trợ lực, người thân giúp sức, làm gì cũng hanh thông, trôi chảy, thuận lợi, sự nghiệp hiển hách, đón nhận nhiều vận may bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời như ý. Chấn động, giới tiên tri hãy lộ chính xác 100%, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, đón xuân mới, được thần tài độ mệnh, trúng số liên tiếp, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn không dễ dàng, vô vàn thử thách chông gai, muôn trùng khó khăn mỏi mệt, sẽ có lắm lúc tiền ta không có, mà tình ta cũng không một người ở bên, sẽ có lắm lúc ta hoài nghi về nhân sinh, chán nản nhìn phía trước, sẽ có lắm lúc ta như ở đáy sâu của dòng đời trôi nổi, ngày mai thả hồn đi lạc lối, gặp khó rồi chán nản là tâm lý thường thấy của con người. Bước sang tháng mới, ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, công việc thuận lợi, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật gì. Tuy không được giàu có về tiền bạc vật chất như bao người, thì cũng dư giả đủ đầy. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ chia sẻ đến quý cô bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, biết đến một bí mật cực lớn về sự thay đổi trong vận trình của mình trong tháng 1 âm lịch tới đây. Nếu theo dõi hết vận trình và có hướng đi đúng đắn, thì chắc chắn quý cô bác sẽ có của ăn của để, sống giàu sang hạnh phúc cho đến hết đời. Dù trước đây có vất vả khó khăn nợ nần bao nhiêu, thì bước vào tháng 1 âm này cũng sẽ là lúc bản mệnh rũ bỏ được sạch sẽ những điều khó khăn vận hạn đó. Và không để cho quý vị đợi lâu thêm nữa, ngày sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video quý vị nhé. Quý vị thân mến, như người ta vẫn nói, chỉ khi biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu được người khác. Đừng quên giữ cho mình một ít tiền tiết kiệm để trở lại đường lui khi về già. Bước sang tuổi 50, tâm lý của chúng ta sẽ thay đổi không tự chủ. Những cuộc thảo luận sôi nổi trước đây giữa bạn bè về thời trang, chuyện tầm phào và thị phi đã chuyển thành làm sao để sở hữu tuổi già vui sống, sức khỏe và tiết kiệm tiền. Cuộc đời như cuộc chạy marathon mà mỗi người phải hoàn thành một mình, nửa chặng đầu tiêu tốn quá nhiều năng lượng của chúng ta. Nếu không có nguồn lực để bổ sung cho nửa sau, thì nửa chặng sau sẽ rất khó khăn để về đích. Khi đến tuổi trung niên, con người phải tích lũy sức mạnh cho mình, nếu không sẽ phải đối mặt với tuổi già khốn khổ. Chúng ta phải đặt nền móng vững chắc khi còn có thể chạy, để những năm sau này con đường sẽ suôn sẻ. 1. Chưa tiết kiệm tiền dưỡng già cho bản thân. Chất lượng cuộc sống của bạn trong những năm sau này phụ thuộc vào số tiền đã tiết kiệm được cho chính mình, chứ không phải là con cái hay bất kỳ điểm tựa nào khác. Bước sang tuổi 50, chúng ta cần nhận thức rõ khoản tiền hiện có là bao nhiêu, lên kế hoạch tốt cho quãng đời còn lại và dành dụm để sống thoải mái. Nếu không, chúng ta sẽ sống thụ động và bất an vô cùng trong những năm về già. Một số người có thể nghĩ rằng họ vẫn còn con cái để nương tựa. Tuy nhiên, cách suy nghĩ này tuyệt đối không nên. Hiện nay người trẻ phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống. Nếu được con cháu nguyện ý chăm sóc, quả là phúc phần may mắn của bạn. Nhưng nếu chúng không đồng ý thì sao? Thì cũng đừng oán trách, bởi lẽ mỗi người một cuộc sống riêng, trói buộc lẫn nhau chỉ khiến đôi bên thêm mỏi mệt. Có một câu chuyện thế này, được chia sẻ trên Yahoo, nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức. Cụ ông đã làm việc cật lực cả đời và mua được nhà cho các con. Ông ấy tưởng rằng khi về già sẽ có thể dựa vào con cái. Tuy nhiên,
Khi các con ông đã trưởng thành và có gia đình riêng, thói quen sinh hoạt của ông và các con khác nhau, thời gian trôi qua nảy sinh mâu thuẫn, các con không còn muốn chung sống với ông. Nhưng khổ ở chỗ, ông không còn gì có thể tựa vào ngoài con cái, bản thân không hề có khoản dành dụm, thế là ông chỉ đành sống cúi đầu, lần lượt đến ở nhờ nhà mỗi người con. Do vậy, một sự thật mà ai cũng phải hiểu rằng, không có tiền thì không có sự đảm bảo cho cuộc sống, tiền sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn và yên tâm. Nhà văn nổi tiếng người Iceland Oscar Wilde đã nói một câu rất hay: khi còn trẻ tôi từng nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời, nhưng giờ lớn hơn tôi mới nhận ra rằng nó đúng như vậy. Như người ta vẫn nói, chỉ khi biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu được người khác. Đừng quên giữ cho mình một ít tiền tiết kiệm để trở lại đường khi về già. 2. Không đầu tư vào phát triển bản thân. Tự trưởng thành là điều rất quan trọng trong xã hội hiện đại đang phát triển nhanh chóng. Nếu không dành thời gian để học hỏi và khám phá những điều mới, chúng ta có thể thấy mình bị tụt lại phía sau. Nỗi cô đơn bị xã hội bỏ rơi sẽ khiến bạn trở thành người bị gạt ra ngoài lề cuộc sống. Cố gắng học các kỹ năng mới, đọc sách, cải thiện vốn ngoại ngữ, máy tính, dù là để nâng cao kỹ năng chuyên môn hay học hỏi những sở thích mới, chúng ta đều phải duy trì niềm đam mê cuộc sống và khát khao tri thức. Chỉ bằng cách không ngừng hoàn thiện bản thân, bạn mới có thể đối mặt tốt hơn với nửa sau của cuộc đời và kết thúc cuộc đua một cách suôn sẻ. 3. Không rèn luyện thói quen sống lành mạnh. Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc. Dù bạn bao nhiêu tuổi thì sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần chú ý đến sức khỏe thể chất của mình, kiên trì tập thể dục, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đảm bảo ngủ đủ giấc và khám sức khỏe thường xuyên. Nếu chưa học được cách quản lý sức khỏe ở tuổi 50, bạn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn trong những năm sau này, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. 4. Thất bại trong việc tìm thấy sự bình an nội tâm. Chúng ta phải học cách bỏ qua những tham vọng bên ngoài và nghĩ thoáng hơn, đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Dù là niềm vui hay khó khăn, bạn cần duy trì sự bình yên trong nội tâm. Theo đó, đừng vui quá, cũng đừng buồn quá. Đây là chân lý để sống dung dị và hạnh phúc, cũng có lợi cho sức khỏe. Ai làm được điều này mới đủ chiêm nghiệm thật sự. Duy trì sự bình an nội tâm không có nghĩa là trì trệ hoặc tiếp cận cuộc sống một cách tiêu cực. Nó giống một trạng thái tâm hồn thanh thản hơn, một thái độ biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng vẫn yêu đời. Hãy học cách trân trọng từng chi tiết của cuộc sống, chấp nhận mọi cảm xúc mà bạn có và biết cách bao dung người khác để có thể đối xử tốt với chính mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, là tuổi con lợn, năm sinh âm lịch, Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc, bình địa mộc, nghĩa là cây ở đồng bằng. Cuộc đời người tuổi Kỷ Hợi được Phật Thích Ca ban phúc, Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ. Người tuổi Kỷ Hợi thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Kỷ Hợi cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Người tuổi Kỷ Hợi rất chuyên tâm vào công việc nhưng đôi khi cũng bỏ cuộc giữa chừng. Nhất là khi công việc gặp quá nhiều khó khăn, trắc trở thì sự không kiên định của họ lại càng được thể hiện rõ nét hơn. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Người này cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch, cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tình cảm của họ rất trong sáng, tuy nhiên, họ không thể nhận biết rõ ràng nếu chót làm tổn thương đến bạn bè nên thường bị liên lụy một cách vô thức. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì người này có thể gặp được rất nhiều cơ hội tốt và có địa vị cao trong xã hội. Nhưng nếu không được sao tốt tương trợ, họ sẽ trở thành những người dễ thay đổi, không giữ được tiết khí ban đầu của mình. Màu hợp với tuổi Kỷ Hợi là đen, xanh, màu khác với tuổi Kỷ Hợi là trắng. Tính cách tuổi Kỷ Hợi. Người tuổi Kỷ Hợi tính tình ôn hòa, mềm dẻo, dễ gần nhưng nhiều khi yếu đuối, nhu nhược, thiếu đi cá tính và màu sắc của bản thân. Tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống. Nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Khi tiếp xúc với người tuổi Kỷ Hợi ta thấy họ dễ gần, dễ mến, nhân hậu, lịch thiệp. Những người tuổi Kỷ Hợi ham học, học nhiều mà không chuyên sâu. Khi suy nghĩ đầu óc, họ thiếu tập trung,
suy nghĩ lan man, dây cả da dây muống. Tuổi Kỷ Hợi mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Những người tuổi Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công, mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, tuổi Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác nên họ rất được lòng anh em bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con người trong mắt mình vậy. Con số hợp với tuổi Kỷ Hợi là 1, 3, 4, 9. Con số khác với tuổi Kỷ Hợi là 6, 7. Sự nghiệp tuổi Kỷ Hợi. Kỷ Hợi có những kiến giải rất độc đáo cũng như tính toán kỹ về mặt lợi nhuận khi quyết định đầu tư vào công việc nào đó. Kỷ Hợi chỉ có thể tạo dựng được sự nghiệp nhỏ nhưng phải trải qua nhiều gian khổ. Những người tuổi Kỷ Hợi thích hợp với những công việc như giáo viên, y tế, ngoại giao, tư vấn. Một số người khác có thể làm nông nghiệp, chăn nuôi, bốc thuốc nam. Họ vốn mát tay nên mùa màng tươi tốt, bội thu, vật nuôi sinh sôi nhanh chóng, người bệnh mau phục hồi sức khỏe. Nếu làm công việc kinh doanh thực phẩm, họ cũng là những người kinh doanh có tâm. Về tiền bạc, những người tuổi Kỷ Hợi khá vất vả, gian truân, nhất là những năm thời trẻ, sau khi trải qua tôi rèn mới có những thành quả nổi bật và hưởng phúc. Với đôi bàn tay khéo léo, chăm chỉ, thì nữ mạng Kỷ Hợi nên theo các nghề về may vá, thêu thùa, vẽ vời. Còn với nam Kỷ Hợi nên theo các nghề về kỹ thuật, lắp ráp, thì hứa hẹn sẽ thành danh trong tương lai. Cô bác Kỷ Hợi cũng có thể tham khảo một số nghề về nông nghiệp vì bạn rất mát tay trong trồng trọt và chăn nuôi. Cây tươi tốt, vụ mùa bội thu, nuôi gia súc thì nhanh lớn, thu nhập cao. Tuổi Kỷ Hợi là người có tâm trong nghề nghiệp nên kinh doanh về thực phẩm cũng là sự lựa chọn đúng đắn. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với người tuổi Kỷ Hợi. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, lại chăm chỉ, chịu khó, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công như ý muốn thì bạn cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời kiên trì, quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng. Tam hợp cho thấy phương diện sự nghiệp của người tuổi này tiến triển tương đối thuận lợi. Dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bạn chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Điều con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu, rồi lại bỏ dở giữa chừng. Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ. Có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Song, dù có đồng tiền dư giả, bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm hơn, tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh. Chuyện tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức, người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng đã cởi mở hơn, nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng. Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, tháng 1 âm lịch năm 2024. Người tuổi Kỷ Hợi có khởi đầu năm mới với những dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp, nhờ có sự trợ giúp của cục diện dần hợi nhị hợp. Bạn có thể tự nhận ra rằng, mình bắt tay vào công việc gì cũng đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên, dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa cũng sẽ đạt được thành tựu. Tất nhiên, để có thể chạm tay vào điều mà mình mong muốn, bạn cũng vẫn sẽ phải cố gắng hết sức, bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ, chớ nên cả thèm chóng chán. Muốn từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn, làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành quả sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của bạn. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp tốt, những vị lãnh đạo sáng suốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ vừa mang tính thử thách,
vừa giúp củng cố vị trí của bạn. Do có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh, nên bản mệnh cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ. Bạn thường ham nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ, nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông tin, bạn cần phải tiếp thu có chọn lọc, đừng nên nhẹ dạ cả tin, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến bản thân muốn dứt mà không dứt ra được. Một số người cần phải nhắc nhở mình tập trung vào nhiệm vụ, không để dư âm Tết ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí. Khi đã quay trở lại với guồng quay công việc, bạn không nên có những tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ, được đến đâu hay đến đấy, khiến công việc trì trệ không phát triển. Xét phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của người tuổi Kỷ Hợi nhận thấy, vận trình tài lộc của con giáp này cũng có những bước tiến đáng kể trong thời điểm này. Bạn gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nhờ thế mà việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh, thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này. Tuy nhiên, trong đầu tư, kinh doanh, thì bạn cũng không nên đưa ra những quyết định chủ quan, nóng vội chỉ vì muốn bằng được người này, người khác. Bạn nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức mới, đồng thời tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế, chứ không nên mơ mộng quá mức. Chỉ khi có cái nhìn khách quan, đúng đắn, bạn mới đưa ra được những kế hoạch chính xác, phù hợp với bản thân mình, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi. Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ, kẻo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Xét phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng 1 âm lịch năm 2024. Chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Hợi phát triển rực rỡ vào tháng khởi đầu năm 2024 này. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình, bạn đều có thể được hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Tam hợp thúc đẩy vận trình tình duyên cho người độc thân, các mối quan hệ xã giao hài hòa, rộng rãi, có thể giúp bạn gặp được người phù hợp với mình. Khi có thiện cảm với ai, bạn hãy chủ động theo đuổi và tìm hiểu. Chỉ cần chân thành thì bạn ắt sẽ khiến cho người ấy rung động. Một số người còn được người thân quen, bè bạn giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý không nên giữ quan hệ với quá nhiều người một lúc, bởi tính cách ham vui, chơi bời quá mức của bạn sẽ khiến bạn và mọi người xung quanh phải chịu tổn thương đấy. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn, hai người luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện với nhau trước khi bắt tay vào làm nên giảm thiểu được những tranh cãi, bất đồng không đáng có. Bạn rất trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Kỷ Hợi 1959, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Kỷ Hợi âm lịch thấy rằng, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi lại có dấu hiệu đi xuống trong tháng này, do chịu tác động xấu của Bạch Hổ. Hung tinh này mang điểm báo tai họa, hỏa huyết quang, gây bất lợi cho sức khỏe. Vì thế mà bản mệnh cần phải cẩn thận khi lao động chân tay, khi sử dụng các vật sắc nhọn, cũng như khi tham gia giao thông, để tránh những tổn thương không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nhớ duy trì lối sống điều độ, chớ quá sa đà vào việc ăn chơi, hưởng thụ, khiến cơ thể mụ mị, thiếu tỉnh táo. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để chơi bời, bạn có thể rèn luyện thể thao hoặc đọc thêm sách vở, khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh trong lành hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Xem tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Hợi, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Minh Đường tử vi xin tiết lộ đôi phần về vận trình tuổi Kỷ Hợi. Trong tuần đầu tiên của năm mới 2024 âm lịch này, các khí vượng nên chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Từ giữa tuần tài khí cực vượng, bản mệnh thoải mái thu tiền về tay mà không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Bách Việt chợ đào hoa xuất hiện, người tuổi Kỷ Hợi sẽ cảm nhận rõ rệt sự tăng nhiệt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Bạn và người ấy mong muốn sẽ sớm về chung một nhà, có thể sắp tới sẽ về ra mắt hai bên gia đình nữa. Người độc thân thì cần xông xáo chủ động hơn để nắm bắt cơ hội tình duyên của mình. Đối phương đã bật đèn xanh thì cứ thế mà tiến tới thôi. Thời buổi nam nữ bình đẳng, đừng mãi chờ đợi nữa. Công việc khá trôi chảy vào thời điểm đầu tuần, khi con giáp này được ấn quan tiếp sức, tự tin giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Song từ giữa tuần trở đi, tuổi Kỷ Hợi dễ bị kẻ xấu cản trở, không thể thoải mái làm theo ý mình.
Xem tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Hợi, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Kỷ Hợi được tả phù cát tinh trợ mệnh, con đường công danh sự nghiệp khởi sắc không ngừng. Con giáp này có thể sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức ngay trong tuần 2 tháng âm lịch này. Tuy nhiên thiên quan cảnh báo bản mệnh cần phải giữ mồm giữ miệng, đừng tùy ý nghĩ gì nói nấy mà rước họa vào thân. Thị phi có thể sinh ra bất cứ lúc nào. Nếu như tuổi Kỷ Hợi không ý thức giữ hình ảnh của mình thì càng thành công lại càng bị nhòm ngó. Tình duyên kém sắc, bạn và người ấy mãi mà chưa đi đến thống nhất về tương lai mối quan hệ. Cứ khi người này muốn tiến thì người kia lại muốn lùi. Có lẽ tình yêu giữa hai người chưa đủ lớn để chống lại cả thế giới này. Tài lộc trong tuần không phải là không có, nhưng phải chờ tới cuối tuần mới thực sự nhìn rõ. Trong tuần kiếm tiền khá khó khăn, song cuối tuần thì mọi trở ngại sẽ biến mất. Thiên tài mang theo nhiều cơ may tài lộc cho con giáp này. Xem tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Hợi, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi trong tuần 3 này được Nguyệt Mã cát tinh chủ về công danh sự nghiệp chỉ đường dẫn lối. Nhờ thế mà biết cách tận dụng cơ hội sẵn có cùng với thế mạnh của mình để khẳng định vị thế của bản thân. Tuy nhiên, giữa tuần có thương quan, bản mệnh nên chú ý đừng tỏ ra mình lúc nào cũng biết hết mọi thứ, mà cần tham khảo thêm ý kiến của mọi người để có được kết quả làm việc tốt nhất, có hiệu quả cao nhất có thể. Đường tình duyên trắc trở, tuổi Kỷ Hợi muốn tìm người mình yêu nhưng chẳng thấy khả quan. Có lúc bạn muốn mặc kệ sự đời, không mất nhiều thời gian cho những việc chẳng nhìn thấy tương lai như vậy nữa. Đầu tuần có thực thần độ mệnh nên chuyện kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi. Các hoạt động cầu tài cũng nên thực hiện vào thời điểm này sẽ tốt hơn. Cuối tuần tài khí suy giảm, dù có kiếm được tiền thì cũng chẳng đáng là bao. Xem tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Hợi, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp báo rằng Thái Dương hứa hẹn vận trình của tuổi Kỷ Hợi tương đối khả quan, đặc biệt là về sự nghiệp. Quý nhân giúp sức cộng với bản lĩnh của chính mình nên bạn thuận lợi giành được cơ hội tốt. Đó có thể là dự án, kế hoạch, hợp đồng hoặc một vị trí mà bản mệnh ao ước từ lâu. Quý nhân tỏa sáng, con đường tài lộc cũng thăng tiến rất nhanh. Với lợi thế chiếm giữ, bạn hoàn toàn có thể đa dạng nguồn thu, chứ không bó hẹp trong một công việc chính. Quan trọng nhất là quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý. Đề phòng kiếp tài gây loạn có thể làm hao tổn thiệt hại số tiền mà bạn đang tích lũy. Các cặp đôi mới yêu hay tình cảm ổn định có thể lên kế hoạch ra mắt gia đình hai bên. Mọi sự đều được tiến hành theo đúng mong muốn của hai bạn, nhờ cát tinh thiên hỷ chở che. Nhưng người độc thân thì không có cơ may gặp được lương duyên, tạm thời tự phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống. Tương lai sẽ có người xứng đôi vừa lứa. Điểm không ổn nhất của người tuổi Kỷ Hợi là sức khỏe, do ảnh hưởng từ môi trường và tác động của ngoại lực mà bạn gặp bệnh tật đau ốm, họa huyết quang, tai nạn xui rủi. Tuần này hãy tránh xuất hành đi xa, tránh tham gia các hoạt động có độ rủi ro cao và luôn nâng cao tinh thần cẩn trọng, chú ý bảo vệ thân thể. Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Hợi 1959 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm mới. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ. Đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi Kỷ Hợi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Kỷ Hợi nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Kỷ Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tý 1972, khá, Kỷ Mùa 1979, khá, Tân Mão 1951, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Mậu Tý 1948, khá, Tân Dậu 1981, khá, Đinh Mão 1987, khá,
Kỷ Sửu 1949, Trung Bình, Bính Thân 1956, Trung Bình, Kỷ Hợi 1959, Trung Bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Kỷ Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tuất 1982, xấu, Đinh Tị 1977, xấu, Bính Tuất 1946, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Quý Mão 1963, xấu. Bản mệnh Kỷ Hợi nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành. Không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng. Người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm,
kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh sương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, mọi việc trên đời đều do nhân quả gây ra. Chỉ cần bạn biết đến những thói quen gây hại cho vận may này, thì chắc chắn bạn sẽ tránh được nhiều tai họa. Phật nói về năm thói quen gây hại cho vận may mất phước cực nhanh mà nhiều người không biết. 1. Trái tim hận thù. Hận thù là thói quen gây hại cho vận may, mất bình tĩnh là biểu hiện của lòng căm thù. Kinh Phật dạy, trên đời không có bệnh nào lớn hơn gió mạnh, quán khí tấn công dồn dập, tất cả như lai kim căng chư thiên, ngũ tiên đều không thể cứu được. Sức mạnh của sân hận giống như cơn gió mạnh nhất, một khi thổi qua, cỏ đi đến đâu cũng không mọc được, ngay cả Như Lai cũng bất lực. Ý nghĩa của câu này là dù chúng ta đã làm bao nhiêu việc tốt, tích lũy bao nhiêu phúc lành, chỉ cần bạn mất bình tĩnh thì mọi công đức sẽ bị cơn giận của bạn thiêu rụi. Vì vậy chúng ta phải chú ý đến sự thù hận. Vậy làm thế nào để loại bỏ và giảm bớt sự tức giận? Chỉ bằng cách suy nghĩ từ một góc độ khác và kiên trì chọn những điều tốt và làm theo, thay đổi những điều xấu, chúng ta mới có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng, loại bỏ hận thù và cải thiện việc thực hành của mình. Nếu bạn không mất bình tĩnh, bạn sẽ không làm hỏng phước lành của mình và vận may sẽ đến. 2. Tạo nghiệp sát sinh. Tất cả chúng sinh trong 6 cõi, trong 3 cõi về bản chất đều giống nhau, tức là mọi loài sinh vật đều giống nhau về bản chất, không có sự phân biệt cao thấp. Giết thú cũng giống như giết người, chỉ có ưu tiên về mức độ mà thôi. Vì thế, theo thuyết nhân quả, chúng ta nên cố gắng tránh sát sinh để tránh phạm tội. Nhưng không ai có thể sống cả đời mà chưa từng sát sinh. Chuỗi sinh học là sản phẩm của khoa học tự nhiên. Nó cho chúng ta biết rằng nếu động vật ăn thịt không săn mồi, thì chúng sẽ chết đói. Nếu con người không ăn thịt, thì không có cách nào để bổ sung chất đạm và cũng không thể tồn tại được một cách khỏe khoắn. Tuy nhiên, người theo đạo Phật phải học cách linh hoạt, không giết hại chúng sinh, không nhất thiết có nghĩa là không thể làm hại chúng sinh khác. Chỉ cần chúng ta thoát khỏi ý định sát hại, kiểm soát trong một giới hạn nhất định, không chủ động làm hại chúng sinh là được. Trong khi tránh sát sinh, chúng ta cũng phải học cách thả tự do cho thú vật. Thả động vật không chỉ là một hoạt động cao cấp, chúng ta có thể thực hiện nó trong đời thực, chẳng hạn như không cố ý bắt và làm hại côn trùng, chăm sóc động vật nhỏ, giải phóng động vật không chỉ là cho chúng một con đường sống, mà còn là cho chính mình một con đường sống, bởi vì hành động tử tế vô tình hay cố ý của bạn có thể tích lũy phước lành sâu sắc và giúp bạn vượt qua khó khăn vào thời điểm khó khăn nhất định. 3. Khoe khoang bản thân. Hành vi cuối cùng làm tổn hại đến vận may của bạn là khoe khoang bản thân. Khi một người đạt được điều gì đó, họ không thể giữ im lặng. Nhiều người muốn khoe cho người khác biết mình tuyệt ra sao, thậm chí còn tự phóng đại giá trị bản thân. Như mọi người đều biết, kết quả tốt hay xấu là của riêng bạn, có liên quan gì đến người khác đâu. Những thành tích mà bạn tự hào làm tổn thương những người không thành công và khiến người khác buồn. Nếu bạn giỏi hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tị với bạn. Nếu bạn giỏi hơn người khác nhiều, người khác sẽ ngưỡng mộ bạn. Khi bạn không thực sự giỏi về lâu về dài, việc thể hiện bản thân sẽ khiến người khác không hài lòng và coi thường bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển không ngừng của bạn. Những người thực sự có quyền lực rất hiếm khi khoe khoang, mà dùng những thành tích to lớn của mình để thuyết phục người khác. 4. Nói xấu người khác và gây rắc rối. Nói lời ác độc và hành động như kẻ xấu sau lưng cũng là thói quen gây hại cho vận may của bạn, là thói quen gây tiêu hao âm đức một cách nhanh chóng mà nhiều người không biết. Loại thói quen này thường không thu hút sự chú ý của mọi người, ngược lại còn khiến chúng ta phạm nghiệp chướng mà không hề hay biết. Người xưa đã nói, lời nói xuất phát từ trái tim,
Nếu bạn cứ nói những lời không hay, nói đúng sai của người khác, nói những lời chửi bới thì bạn sẽ đánh mất vận may của mình rất nhanh. Đừng coi thường nghiệp chướng của lời nói. Trong cuộc sống, việc một số lời nói vô ý làm tổn hại đến tính mạng của người khác không phải là hiếm. Tạo nghiệp bằng lời nói thì dễ, nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng. 5. Ghen tị, mỉa mai người khác. Lời Phật dạy về lòng đố kỵ, ghen tị đã đưa ra một định nghĩa chi tiết về thói ghen tị trong Kinh Đại Thượng Tạo Tượng Công Đức. Nếu có chúng sinh thấy người khác vượt trội hơn mình, họ sẽ nghĩ như thế này: sao mình lại không có được những gì họ đang nhận được? Họ không nhìn thấy điều tốt ở người khác và không thể nhượng bộ. Đây là sự ghen tị. Ghen tuông thường liên quan đến tâm lý chiếm hữu ích kỷ, dễ tham lam, chiếm hữu danh lợi, địa vị, quyền lực, tiền bạc, sắc đẹp và tính ghen tuông sẽ kéo theo. Và một khi tâm lý tham lam cộng lại sẽ dẫn đến nhiều bi kịch làm hại người khác và chính chúng ta. Ngày xưa, có một người nông dân nuôi một con dê và một con lừa. Con dê thấy người nông dân cho con lừa thức ăn ngon hơn thức ăn của mình, nên ghen tị, nên nghĩ ra cách để lừa dối con lừa. Dê nói với con lừa: nhìn kìa, ông chủ đối xử với bạn rất tệ. Ông ấy bắt bạn phải làm rất nhiều việc mỗi ngày. Con lừa ngây thơ tin điều đó và cho rằng con dê làm điều đó vì lợi ích của mình, nên đã hỏi con dê: dê, tôi phải làm sao đây? Dê nói: mày giả vờ rơi xuống mương thì có thể nghỉ ngơi. Con lừa giả vờ ngã xuống mương gãy chân. Sau khi người nông dân biết chuyện, ông đã mời bác sĩ thú y đến. Bác sĩ nói với người nông dân: ông cần dùng máu của con dê và bôi vào vết thương của con lừa để chữa vết thương ở chân. Sau khi nghe điều này, người nông dân đã giết con dê, lấy máu của nó và chữa lành vết thương cho con lừa. Con dê trong chuyện khi thấy người khác được chút lợi ích, thay vì vui mừng cho người khác, lại trở nên ghen tị và nảy sinh ý định hãm hại con lừa, thậm chí còn muốn giết chết con lừa. Đây là hậu quả của sự ghen tị. Vì vậy, nếu thực sự muốn may mắn, chúng ta chỉ có thể tránh xa ghen tị, không làm tổn thương người khác, gieo nghiệp lành và tự nhiên nhận được phúc lành tương ứng. Thiện và ác đều có nguyên nhân của nó. Mọi việc trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn khác nhau, nhưng chỉ cần bạn nỗ lực đạt được 5 điểm trên và tìm kiếm từ trái tim mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.